tin rằng là tất cả những quý vị đang ở đây đều quan tâm về những cái xu hướng, đặc biệt là mắt và mũi, đúng không ạ? Thì ngay lúc này, đại diện của tiệm thẩm mỹ Mario Beauty, bác sĩ Trần Phương sẽ chia sẻ một lần nữa cho quý vị cùng nghe thật kỹ về xu hướng làm đẹp năm 2015. Mà quý vị có thể nhìn đây, ghé bắt đầu từ đây. Thì với cái dáng thiết kế như vậy, nó sẽ làm cho cái mũi của khách hàng tự nhiên hơn, nhẹ nhàng hơn. Và họ làm với mình một cách đó là tận tình, họ tư vấn một cách đó là dựa trên những cái mà mình, cái nền tảng mà mình có sẵn, chứ không phải họ vạch ra một cái mà nó bị viển vông qua cái bản thân mình. Tư vấn thì em cũng có đăng ký và bốc thăm trúng thưởng, thì em đã được nhận một cái giải thưởng lớn nhất của chương trình, đó là giải thưởng 30 triệu và bác sĩ sẽ tạo cho em cái mí và mí mắt và cũng như cắt mí và cũng như là nâng mũi. Sau lần phẫu thuật thì em muốn là mình sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và thành công hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Cảm ơn thẩm mỹ Maria Beauty rất nhiều ạ.